Chào mừng các bạn quay trở lại với Vũ trụ huyền bí. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một mảnh đất kỳ lạ, nơi những phong tục tập quán độc đáo và những bí ẩn lạ thường hòa quyện với nhau. Đó là Pakistan, nơi tập hợp toàn các cô gái xinh đẹp miền núi. Phụ nữ có thể thoải mái quan hệ với người, dù có chồng, thậm chí là ngay trước mặt chồng mà vẫn không lo ai đó dị nghị. Đặc biệt, nông dân nơi đây luôn mang theo súng khi ra đồng, như là một phần của cuộc sống thường nhật. Hơn nữa, Pakistan còn nổi tiếng với căn bệnh bí ẩn, khiến hai anh em có cuộc sống ngày đêm đảo lộn mà các bác sĩ thì vẫn phải bó tay chấm com, chưa tìm ra lời giải. Nhưng đừng lo, vì dù có những điều kỳ lạ, người dân Pakistan lại vô cùng thân thiện và nhiệt tình. Đất nước này không chỉ là điểm đến hấp dẫn với sự hiện diện của các đại sứ quán Việt Nam và Pakistan tại thủ đô của nhau, mà còn là nơi chứa đựng vô vàn điều thú vị đang chờ bạn khám phá đấy. Hãy cùng Vũ trụ huyền bí bước vào thế giới đầy bí ẩn này trong video 10 điều khó tin và kỳ lạ chỉ tìm thấy ở Pakistan, để khám phá xem Pakistan thú vị như thế nào nha. Thung lũng Hunza đầy mê hoặc. Thiên nhiên đã quá ưu ái khi ban tặng cho Pakistan những thung lũng có phong cảnh tuyệt đẹp khiến con người ta ngỡ ngàng. Cảnh quan và địa hình ở Pakistan bao gồm toàn bộ phạm vi từ những ngọn núi xanh chập trùng và đồng bằng Indus màu mỡ, sa mạc vàng và biển Ả Rập xanh. Trong đó, Hunza là thung lũng đẹp nhất Pakistan. Thung lũng Hunza nằm ở phía bắc Pakistan, một khu vực đầy mê hoặc, khác xa với phần còn lại của đất nước này. Tại thung lũng Hunza, bạn sẽ tìm thấy những cảnh quan mê hoặc nhất Pakistan. Thậm chí, người dân địa phương ở đây còn thường ví von rằng Hunza là Thụy Sĩ của Pakistan. Tất nhiên, điểm nổi bật nhất phải kể đến đèo Khun Zerab cao nhất thế giới, cầu treo Husani hơn 100 năm tuổi. Tuy nhiên, thời tiết ở Hunza thì thay đổi mạnh mẽ và lạnh nhất trong những tháng mùa đông. Nếu bạn muốn đến Hunza thì mùa xuân là thời điểm vàng, vì khí hậu ấm áp nè, cây trái sum suê, các hoạt động leo núi hay đi bộ đường dài cũng thường được tổ chức trong thời điểm này đấy. Hai anh em ngày thì sống, đêm thì chết. Tại ngôi làng Mian Kundi ở Pakistan, có hai anh em tên Abdul Rashid và Soai Ahmed đang phải sống với một căn bệnh chưa từng được biết đến trên toàn thế giới này, làm dấy lên sự tò mò và kinh ngạc cho cộng đồng y tế quốc tế. Các bệnh kỳ lạ này liên kết sự sống của họ với chu kỳ ánh sáng mặt trời một cách bí ẩn. Theo đó, từ khi mới chào đời, họ đã phải trải qua một hiện tượng lạ lùng là cứ vào khoảng 4 giờ sáng khi mặt trời vừa lên, cơ thể của họ tràn đầy năng lượng và hoạt động bình thường. Nhưng mà ngay khi mặt trời vừa lặn, sức sống của họ thì lại dường như là cạn kiệt. Cơ thể họ trở nên hoàn toàn tê liệt, không thể mở mắt, ăn uống hay là cử động. Mọi thứ chỉ trở lại bình thường khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau. Cuộc sống của Abdul Rashid và Soai Ahmed phụ thuộc hoàn toàn vào ánh sáng mặt trời. Soai, một trong hai anh em, kể lại rằng căn bệnh bắt đầu với những cơn đau cơ hàm dưới và răng, rồi lan rộng ra toàn bộ cơ thể. Chân tay của cậu thì bắt đầu đau nhức và không còn chút sức lực nào. Gia đình buộc phải theo sát từng bước chân của cậu, nghiêm ngặt yêu cầu cậu không đi xa và phải về nhà trước khi mặt trời lặn. Những bác sĩ đầu tiên nghiên cứu hiện tượng này đã cho rằng nó có liên quan đến ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, giả thuyết này thì đã nhanh chóng bị bác bỏ khi thí nghiệm cho thấy các cậu bé vẫn có thể di chuyển trong một căn phòng tối, nơi ánh sáng ban ngày đã bị che chắn hoàn toàn. Dù trời mưa bão hay là nhiều mây, tình trạng của hai cậu bé vẫn không thay đổi. Các bác sĩ cũng loại trừ khả năng bị liệt tạm thời hoặc là bóng đè. Trong khi mọi việc thì rơi vào bế tắc, thì đi sâu vào nghiên cứu, nhóm chuyên gia mới phát hiện hóa ra bố mẹ của Abdul Rashid và Soai Ahmed thực sự là họ hàng đời thứ nhất. Trong tổng số 6 đứa con của họ, hai đứa đã qua đời từ khi còn nhỏ, trong khi hai đứa còn lại thì không có triệu chứng bất thường. Tuy nhiên, tất cả thì vẫn chỉ dừng lại ở mức giả thuyết. Các bác sĩ dù đã thử nhiều loại thuốc thì vẫn không thể xác định được tác nhân cụ thể gây bệnh. Cuối cùng, các nhà khoa học đã vào cuộc và chẩn đoán rằng Abdul Rashid và Soai Ahmed mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp được gọi là Myasthenia, với chỉ 600 trường hợp được báo cáo trên toàn thế giới cho đến nay. Và để điều trị, 27 chuyên gia Pakistan đã cùng phối hợp với 11 bác sĩ quốc tế áp dụng thuốc dopamine, L-DOPA, nhằm điều chỉnh sự cân bằng dopamine trong não. Vậy là từ đó, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Abdul Rashid và Soai Ahmed có thể tận hưởng cảnh ban đêm và sinh hoạt như những người bình thường. Đây thực sự là một bước đột phá lớn trong nghiên cứu và điều trị căn bệnh hiếm gặp này. Bạn thấy đấy, chúng ta không thể nào phủ nhận được tài năng của các nhà nghiên cứu khoa học và đặc biệt là các y bác sĩ, phải không nào? Dương kho báu của lịch sử nhân loại.
nói Pakistan là một kho tàng lịch sử độc nhất vô nhị, lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa và lịch sử quan trọng từ các nền văn minh cổ đại. Quả thật, không nói ngoa một tí nào các bạn ạ. Một trong những di sản nổi bật là các di tích Phật giáo, đặc biệt là ở khu vực Tasila. Tasila là một trung tâm học thuật và tôn giáo quan trọng từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, nơi vẫn còn lưu giữ những bức tượng Đức Phật sớm nhất cùng với các di tích của các tu viện Phật giáo. Những di tích này phản ánh sự phát triển của Phật giáo và ảnh hưởng của nó trên vùng đất này. Ngoài di sản Phật giáo, Pakistan cũng chứa đựng các tàn tích từ thời Hy Lạp cổ đại. Sau khi Alexander Đại Đế xâm chiếm khu vực vào khoảng năm 327 trước công nguyên, nhiều hiện vật từ nền văn minh Hy Lạp được để lại ở Pakistan. Những tàn tích này bao gồm các tác phẩm nghệ thuật, đồ gốm và vũ khí, cũng như các bức tượng mang ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp. Có thể nói, những hiện vật này thực sự đã cho thấy sự hòa nhập văn hóa giữa các nền văn minh, đồng thời chứng minh vai trò của Pakistan như một giao điểm quan trọng cho lịch sử cổ đại vậy. Phụ nữ có chồng vẫn thoải mái quan hệ với người lạ. Pakistan với diện tích 770.998 km² và dân số hơn 245 triệu người, gấp khoảng 2,4 lần Việt Nam về cả diện tích lẫn dân số, là một quốc gia đầy ẩn số và kỳ thú. Nổi bật giữa bức tranh đa dạng của đất nước này là tộc người Kalash, sống ở thung lũng Kalash thuộc vùng núi Hindu Kush từ hàng nghìn năm trước. Đây là một trong những sắc dân ít được biết đến nhất trên hành tinh, sở hữu nhiều đặc điểm văn hóa và di truyền độc đáo. Khác với những người Pakistan bản địa có nước da ngăm đen, người Kalash nổi bật với nước da trắng, đôi mắt nâu và thậm chí có người còn sở hữu đôi mắt xanh như người châu Âu. Với chỉ khoảng 3.000 người, tộc Kalash có một nguồn gốc bí ẩn. Tương truyền rằng họ là hậu duệ của quân đội Alexander Đại Đế. Dù có nguồn gốc quân sự như vậy, nhưng người Kalash lại nổi tiếng với lối sống hòa bình, vui vẻ và lạc quan. Tuy nhiên, mã gen của họ thì không khác biệt nhiều so với người dân sống ở các khu vực lân cận như là Ấn Độ và Afghanistan. Một trong những đặc điểm đặc biệt nhất về tộc Kalash là quan điểm tự do trong hôn nhân và tình dục của họ. Cho cộng đồng này, phụ nữ có quyền tự do quan hệ tình dục với bất kỳ ai họ chọn, thậm chí ngay trước mặt chồng. Quan hệ tình dục không bị ràng buộc bởi những quy tắc xã hội nghiêm ngặt và việc kết hôn có thể dễ dàng thay đổi nếu hai người không còn hợp nhau nữa. Phụ nữ có thể bỏ trốn cùng người tình mới mà không phải lo lắng về sự chỉ trích. Và điều này đã trở thành một phần của lễ hội truyền thống mang tên Josi. Lễ hội Josi kéo dài 3 ngày vào tháng 5 hàng năm là một dịp đặc biệt trong năm mà phụ nữ Kalash sẽ hát hò, nhảy múa, trong khi đàn ông đánh trống, thổi sáo và cổ vũ. Đây là thời điểm lý tưởng để phụ nữ tìm kiếm người tình mới. Và nếu người tình mới muốn cưới một phụ nữ đã có chồng, họ phải thực hiện thủ tục bồi hoàn. Theo đó, người phụ nữ đó sẽ viết một lá thư thông báo với người tình mới về việc bồi hoàn lại lễ vật cho người chồng cũ của cô. Điều này có nghĩa là người tình mới phải trả lại lễ vật gấp đôi mà người chồng cũ đã bỏ ra để cưới vợ. Nếu không có đủ số lượng lễ vật, quan hệ giữa họ sẽ chỉ được công nhận là hẹn hò, chứ không phải hôn nhân chính thức. Và điều buồn cười là, dù tộc Kalash được đánh giá là bộ tộc hạnh phúc nhất hành tinh, thêm một tạp chí danh tiếng, nhưng bạn lại hiếm khi thấy một người phụ nữ Kalash nở nụ cười, đặc biệt là khi gặp đàn ông. Sự tương phản này làm nổi bật tính cách đặc biệt của người Kalash và văn hóa độc đáo của họ, tạo nên một bức tranh phong phú và đầy bí ẩn về cộng đồng sống giữa vùng núi hẻo lánh của Pakistan đấy các bạn ạ. Bộ lạc sống thọ nhất trên thế giới. Vừa nãy thì mình đã giới thiệu đến bạn phong cảnh quốc sắc thiên hương ở thung lũng Hunza, nhưng hẳn là bạn cũng chưa biết ở đây còn có một tộc người được gọi là tộc Hunza, tộc người sống thọ nhất thế giới, với tuổi thọ trung bình lên đến 120 năm. Không ai biết được bí quyết trường thọ của người Hunza, nhưng một số người thì cho rằng nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ cao của người Hunza là lối sống hòa hợp với thiên nhiên. Tộc Hunza sống trong một môi trường biệt lập và sạch sẽ của thung lũng Hunza, nơi có không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ. Họ duy trì một chế độ ăn uống chủ yếu dựa vào thực vật, bao gồm các loại trái cây tươi, rau xanh và các loại ngũ cốc. Đặc biệt, họ tiêu thụ nhiều loại trái cây khô và hạt như là quả mơ, một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và chống oxy hóa. Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, lối sống của người Hunza còn được đặc trưng bởi sự vận động thể chất thường xuyên và những hoạt động ngoài trời. Họ làm việc nặng nhọc trong nông nghiệp và sống trong môi trường xã hội gắn bó, nơi sự hỗ trợ và tương trợ lẫn nhau là điều bình thường. Tất cả những yếu tố này kết hợp với nhau có thể góp phần tạo nên sự trường thọ đáng kinh ngạc của tộc người Hunza. Mặc dù bí quyết chính xác thì vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng mình tin tất cả những yếu tố đó là hoàn toàn có cơ sở thực tế. Nếu bạn không tin thì cứ thử mà xem nhá. Nông dân sống ngày đêm không rời bỏ súng.
Bạn có bao giờ tưởng tượng nông dân đi đồng nhưng lại mang cả súng hay không? Có lẽ đây là hình ảnh khó tin với nhiều người, nhưng tại Pakistan, điều này lại hoàn toàn bình thường. Pakistan, quốc gia với lực lượng vũ trang lớn thứ 7 trên thế giới, đã chứng kiến một sự phát triển độc đáo trong việc sở hữu và sử dụng súng. Ở đây, việc mua súng dễ dàng như mua rau ngoài chợ, và người dân mang theo súng bên mình để bảo vệ bản thân trong mọi hoàn cảnh là điều dễ hiểu thôi. Cụ thể, ở ngôi làng Dara Adem Khan thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, nơi sản xuất và buôn bán súng lậu đã trở thành một nghề truyền thống. Khoảng 75% người dân trong làng kiếm sống bằng việc chế tạo và bán súng bất hợp pháp. Khi bước chân vào con đường chính của làng, bạn sẽ thấy dọc theo hai bên đường là những cửa hàng vũ khí. Và những cửa hàng này thì bày bán đủ loại vũ khí, từ súng lục tiểu liên, súng tự động đến cả tên lửa và mìn. Tất cả đều được chế tạo một cách tinh xảo và khéo léo. Điều đáng ngạc nhiên là giá cả thì lại rất là phải chăng. Một khẩu súng lục làm thủ công thì chỉ có giá khoảng 47 đô la, tức là khoảng 1,2 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với súng ngoại nhập. Đối với một khẩu súng tiểu liên mới, các thợ chế tạo ở đây chỉ cần khoảng 10 ngày để làm phiên bản đầu tiên và chỉ mất 2 đến 3 ngày để chế tạo các phiên bản tiếp theo. Sự tinh xảo trong việc sản xuất súng lậu tại Dara Adem Khan đã khiến nơi đây trở thành trung tâm sản xuất vũ khí lậu nổi tiếng. Nghề chế tạo súng lậu tại Dara Adem Khan không rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng mà thời kỳ hoàng kim của làng thì bắt đầu từ năm 1979, khi xung đột ở Afghanistan biến nơi đây thành trung tâm sản xuất vũ khí. Xung đột đã thúc đẩy nhu cầu về súng và làm cho Dara Adem Khan trở thành điểm nóng cho ngành công nghiệp vũ khí bất hợp pháp. Trái ngược với tình trạng phổ biến súng ở Dara Adem Khan, các thành phố lớn khác của Pakistan, việc sở hữu và sử dụng súng yêu cầu phải có giấy phép. Người dân cần có chứng nhận cho từng loại súng mà họ sử dụng. Những người giàu có và khá giả thì thường thuê bảo vệ hoặc là cảnh sát riêng để đảm bảo an toàn. Nhưng mà cảnh sát bên Pakistan ăn mặc thì cũng như dân thường ấy các bạn ạ. Khá là khó để nhận ra đâu là cảnh sát, đâu là bảo vệ của một gia đình nào đó nữa cơ. Đặc trưng văn hóa chỉ có riêng tại Pakistan. Chúng ta thường thấy hình ảnh người Pakistan trong trang phục thường ngày với hai tông màu trắng, đen chủ đạo nên nghĩ rằng đây là đất nước đơn điệu và tẻ nhạt. Vậy thì bạn đã sai rồi đấy. Quốc gia Hồi giáo này sở hữu nền văn hóa đa dạng bậc nhất thế giới đó. Sự đa dạng về sắc tộc văn hóa tại Pakistan được thể hiện rõ qua những bộ trang phục truyền thống, những ngôn ngữ giao tiếp, những món ăn đặc sắc và ngay chính bởi con người bản địa nơi đây. Thậm chí nhiều người khi nhận định về văn hóa Pakistan đã không ngần ngại cho rằng nơi đây như một thung lũng quy tụ nhiều quốc gia nhỏ và họ như đi du lịch Pakistan cùng lúc đến nhiều đất nước. Đặc biệt là một điều thú vị nữa mà bạn sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ một quốc gia nào khác. Đó là khi ngôn ngữ chính tại Pakistan là tiếng Anh, ngôn ngữ quốc gia là tiếng Urdu, nhưng quốc gia này còn sử dụng 60 loại ngôn ngữ khác nhau nữa cơ. Cho các trường học tại Pakistan sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh để dạy học. Và đây được xem là nền tảng xúc tiến thương mại, du lịch nơi đây. Ngoài ra, đây là quốc gia có nền kinh tế ưu tiên tiền mặt, chứ không dùng thẻ ATM như một số nước khác. Chính vì thế, khi du lịch tại đây, bạn nên ưu tiên tiền mặt để tránh những rắc rối không đáng có nữa nha. Những chiếc xe tải, xe buýt đặc biệt. Không văn hoa màu mè, đời không nể là cái cách mà những xe tải, xe buýt ánh sáng chói lòa ở Pakistan ra đời. Được biết, với việc trang trí một chiếc xe tải ở đây thường tốn từ 3.000 cho đến 5.000 đô la, tức là hơn 75 đến 125 triệu đồng. Tuy nhiên, đó chỉ là tính riêng cho ngoại thất thôi nhé. Còn nếu xác định trang trí từ đầu tới chân, cả trong lẫn ngoài, thì cũng phải tầm 120 triệu trở lên đấy. Nhiều người cho rằng việc này rất tốn kém, nhưng bản tính khó rời, đam mê thì khó bỏ. Nó cũng thể hiện quan điểm tôn giáo, tình cảm, song cũng là một chi phí quảng cáo để thu hút khách hàng hơn. Các chủ xe buýt và xe tải ở Pakistan thường để cho tài xế thỏa sức trang trí xe theo sở thích. Trong đó, hình chim chiếm spotlight nhiều nhất, hầu như xe nào cũng có. Theo sau là cá và hình ảnh nhà thờ Hồi giáo, ngựa thiêng, cho tới hình máy bay hay là một ca sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, khi nhìn vào nội thất thì bạn sẽ còn thấy xe được trang trí mãnh liệt hơn cả ngoại thất cơ. Người ngoài khó thấy sự khác biệt, nhưng mà cánh tài xế thì có thể nhận ra một chiếc xe đến từ vùng nào của Pakistan dựa trên kiểu trang trí xe tải ở Balochistan và Peshawar thường được trang trí với nhiều chi tiết bằng gỗ, trong khi xe ở Rawalpindi và Islamabad dùng nhiều chất liệu nhựa, còn các họa sĩ Sindh lại hay dùng đồ trang trí làm bằng xương lạc đà. Theo thống kê năm 2005, thành phố Karachi có hơn 50.000 người làm công việc trang trí xe buýt và xe tải. Công việc này chủ yếu bao gồm việc thực hiện các công đoạn thủ công như là hàn sắt,
lắp ráp gỗ để tạo thành khung xe. Những chiếc xe buýt Isuzu ở Pakistan chẳng hạn được chế tạo hoàn toàn bằng tay mà không sử dụng dây chuyền máy móc. Các thợ thủ công thực hiện việc hàn các thanh gỗ và sát lại với nhau để tạo thành khung xe, sau đó lắp đặt các tấm chắn và sơn màu sặc sỡ mỗi chiếc xe. Vì vậy, không chỉ là phương tiện giao thông mà còn là một sản phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự khéo léo và sáng tạo của người thợ. Túm cái quần lại là trang trí xe buýt và xe tải ở Pakistan không chỉ đơn thuần là một công việc làm đẹp mà còn là một phần quan trọng của đời sống văn hóa, phản ánh niềm đam mê, sự sáng tạo và sự đa dạng trong phong cách cá nhân của cả chủ xe và tài xế nữa cơ. Các bạn ạ, đã thấy Pakistan ngầu như thế nào chưa? Đám cưới xa hoa bậc nhất thế giới. Đám cưới ở Pakistan có lẽ là một sự kiện đầy màu sắc và vui tươi nhất mà mình từng được chứng kiến đấy. Không giống như phong tục đám cưới ở Việt Nam ta, chỉ có 2 ngày. Ở Pakistan, đám cưới của họ thường kéo dài khoảng 4 ngày với các nghi lễ và hoạt động phong phú nhé. Đặc biệt, cách trang trí và trang phục trong các đám cưới này đều rất cầu kỳ và lộng lẫy. Cô dâu và chú rể thì thường mặc những bộ trang phục được làm công phu, đính đá quý và trang sức đắt tiền. Trong suốt các ngày lễ cưới, không khí thường rất nhộn nhịp với các hoạt động khác nhau, từ các buổi lễ truyền thống như là mendi, còn được gọi là lễ samhena, đến các bữa tiệc chiêu đãi và khiêu vũ. Các gia đình có khả năng tài chính cao thường tổ chức những đám cưới cực kỳ hoành tráng với sự tham gia của nhiều khách mời và các hoạt động xa hoa, trong khi những gia đình có nguồn lực hạn chế thì sẽ tổ chức những lễ kỷ niệm giản dị hơn nhưng mà vẫn giữ được sự ấm cúng và trang trọng. Tuy nhiên, nếu bạn được tham dự và tận mắt chứng kiến đám cưới ở đất nước này thì chắc chắn câu nói hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới đều khao khát là có một đám cưới sang trọng và đẹp đẽ như vậy là một điều hoàn toàn có cơ sở. Cung đường đáng sợ nhất thế giới. Nếu bạn đã từng nghe đến Fairy Meadow ở Pakistan, bạn sẽ biết rằng nơi đây không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp kỳ vĩ mà còn vì cung đường đến đây, một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới. Fairy Meadow tọa lạc dưới chân ngọn núi Nanga Parbat, ngọn núi cao thứ 9 thế giới với chiều cao 8.126m. Và để đến được đây, bạn sẽ phải trải qua một chuyến hành trình đầy thử thách và mạo hiểm. Bắt đầu từ điểm xuất phát, bạn sẽ phải di chuyển bằng xe jeep qua một con đường được mệnh danh là cung đường tử thần. Con đường này nổi tiếng với độ nguy hiểm cực cao, nó vô cùng hẹp, ngoằn ngoèo và treo leo trên vách núi. Nhiều đoạn chỉ đủ cho một xe đi qua. Mỗi khi gặp xe đối diện, hai xe buộc phải dừng lại ở những đoạn đường rộng hơn để tránh va chạm. Cảm giác như bánh xe có thể rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào là điều không thể tránh khỏi. Sau khoảng 1 giờ 30 phút di chuyển, bạn sẽ đến dưới chân núi Nanga Parbat. Từ đây, có hai cách để tiếp tục hành trình lên Fairy Meadow. Ở độ cao 3.300m, bạn có thể chọn đi bộ khoảng 4 đến 5 giờ đồng hồ hoặc là thuê ngựa. Dù chọn phương án nào, bạn cũng sẽ phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Và ban đêm, nhiệt độ có thể giảm xuống gần 0 độ, khiến việc tiếp cận Fairy Meadow trở nên càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, không phải đây là điểm đến kết thúc của hành trình đâu. Để đến được trại Bayan Kham, nơi nằm dưới chân núi Nanga Parbat, bạn còn phải tiếp tục di chuyển thêm khoảng 3 giờ nữa. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan ngoạn mục với tuyết trắng phủ kín chân núi, một cảnh tượng hùng vĩ không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Đặc biệt, ngoài Fairy Meadow, một trong những cung đường nguy hiểm bậc nhất khác ở Pakistan là cao tốc Karakoram. Tuyến đường này được xem là kỳ quan thứ 8 của thế giới, kéo dài hơn 1.290 km từ Rawalpindi gần thủ đô Islamabad qua các tỉnh Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan và kết thúc ở thành phố Kashgar, Tân Cương, Trung Quốc. Việc xây dựng tuyến đường này bắt đầu vào năm 1959 và phải mất 20 năm mới hoàn thành. Trong suốt quá trình xây dựng, gần 1.000 công nhân đã hy sinh vì những điều kiện làm việc khắc nghiệt, bao gồm núi tuyết hiểm trở và đá lở. Được biết, cao tốc Karakoram nằm ở độ cao 4.600m so với mực nước biển, chạy dọc theo dãy núi Karakoram hùng vĩ và dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai như là lũ quét và sạt lở đất. Bạn thấy đấy, con đường này không chỉ là một kỳ tích kỹ thuật mà còn là minh chứng cho sự can đảm và bền bỉ của những con người đã tham gia vào dự án đầy thách thức này. Tuy hơi đáng sợ nhưng nó cũng thật uy nghi và hùng vĩ, phải không nào? Các bạn thân mến, Pakistan là một quốc gia đầy bí ẩn và kỳ lạ, nơi bạn có thể tìm thấy những điều khó tin và độc đáo từ sự đa dạng về sắc tộc và văn hóa, các đám cưới lấp lánh kéo dài tận nhiều ngày cho đến những phong tục tập quán độc đáo như chế độ ăn uống của người Hunza và sự hòa quyện giữa các nền văn minh cổ đại. Những điều này không chỉ làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của Pakistan mà còn khiến quốc gia này trở thành điểm đến kỳ thú, đầy bất ngờ và hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá những điều hiếm thấy. Bạn đã từng đến Pakistan hay chưa? Bạn ấn tượng nhất điều gì ở đây?
hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới bình luận. Và đừng quên dành tặng Vũ trụ huyền bí một like nha. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá thú vị khác nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.